Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ Sáu ngày 22 tháng 4. Thưa quý vị, sáng nay tại Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp báo cáo tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin về tình hình thời sự, diễn biến cục diện thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây, tình hình Biển Đông, nguyên nhân sâu xa và trực tiếp cuộc chiến Nga và Ukraine, tác động hậu quả của cuộc chiến, nhất là ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, tình hình cạnh tranh ở các nước lớn, môi trường an ninh cũng như thách thức đối ngoại, thách thức an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở bối cảnh quốc tế và trong nước, đồng chí Lê Hải Bình đã phân tích những ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại của nhà nước ta trong thời gian qua, cũng như chủ trương của Đảng trong quan hệ đối ngoại quốc tế hiện nay. Nêu lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc. Những thông tin mới quan trọng được cập nhật tại hội nghị này sẽ giúp cho cán bộ đảng viên có nhận thức đầy đủ, chính xác, khách quan về tình hình thế giới và khu vực, góp phần phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo và chỉ đạo trong thời gian tới. Sáng nay tại thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tham dự hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã hoàn thành. Công tác bồi thường đạt 100%. Tuy nhiên, một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành di dời, trong đó đoạn Nha Trang - Cam Lâm, địa bàn Khánh Hòa vướng 1 km. Tại tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã thành lập ban chỉ đạo tổ công tác, chuẩn bị xong các khu tái định cư, khảo sát hiện trường mỏ vật liệu và bãi chứa vật liệu thải phục vụ thi công. Hoàn thành hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa 2 vụ trở lên để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Thực hiện thỏa thuận hướng tuyến và quy mô công trình trên tuyến, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng. Riêng công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã tổ chức chi trả 2.344 trường hợp, còn lại 19 trường hợp. Bàn giao mặt bằng 2.356 trường hợp, đạt 99,8 trường hợp. Đối với dự án thành phần đầu tư đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho 18 trên 18 trường hợp bị ảnh hưởng. Hạ tầng kỹ thuật của điện lực, viễn thông dự kiến sẽ hoàn thành di dời trước ngày 30 tháng 5 2022. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabus Lines khai trương 8 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Các tuyến xe buýt hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày với tần suất 20 đến 30 phút một chuyến xe, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, gồm các tuyến Bắc Hòn Ông Diên Sơn, Bắc Hòn Ông Trạm xe buýt Thành, bến xe phía Bắc Diamond Bay, Lương Sơn Trạm xe buýt Thành, Hòn Sện Hòn Rớ, tuyến Hòn Sện bến xe buýt Vinpearl, bến xe phía Nam Lương Sơn, bến xe phía Bắc Khánh Vĩnh, Trạm xe buýt Thành Khánh Bình. Giá vé cho người đi dưới 25 km là 8.000 đồng một lượt và 9.000 đồng một lượt nếu đi từ 25 km trở lên. Toàn bộ xe buýt đưa vào hoạt động đợt này đều được đầu tư mới 100%, được Cục Đăng kiểm Bộ Giao thông Vận tải cấp phép chứng nhận an toàn, có trang bị ghế dành cho người khuyết tật, công cụ hỗ trợ thanh toán, máy POS, có máy lạnh và wifi miễn phí. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách an toàn, văn minh, lịch sự, áp dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành hoạt động vận tải, ứng dụng công nghệ thông tin về hoạt động xe buýt để người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tỉnh về xây dựng và triển khai các đề án phát triển kết nối vận tải hành khách công cộng, cơ chế hỗ trợ hoạt động xe buýt nhằm khuyến khích nhà đầu tư đổi mới phương tiện hiện đại, thân thiện với môi trường. Đến thời điểm này, nông dân vùng chuyên canh mía huyện Diên Khánh đã thu hoạch xong 750 ha mía đường niên vụ 2021-2022, bằng 94% so với niên vụ trước. Năng suất mía bình quân đạt 46,5 tấn 1 ha, tăng hơn 5 tạ 1 ha so với niên vụ trước. Riêng các vùng mía được nhà nước đầu tư bơm tưới tại xã Diên Đồng, năng suất mía đạt từ 65 đến 70 tấn một hecta. Sau khi trừ chi phí, bình quân nông dân có lãi gần 30 triệu đồng một hecta.
Niên vụ 2022-2023, nông dân huyện Diên Khánh trồng hơn 760 ha mía đường. Chi phí đầu tư gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công đều tăng khoảng 35% so với niên vụ trước. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống các chương trình tín dụng chính sách và thực hiện hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 11. Đây được xem là giải pháp căn cơ, phù hợp, là nguồn lực hết sức quan trọng, kịp thời, tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phục hồi sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Dựa trên kế hoạch tín dụng chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 mà Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo chi nhánh các huyện, thị, thành phố báo cáo, tham mưu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, chỉ đạo các đơn vị liên quan, tổ chức chính trị, xã hội, nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới địa phương, rà soát đối tượng thụ hưởng, từ đó tổng hợp nhu cầu vốn đối với các chính sách cho vay ưu đãi thuộc chương trình để làm cơ sở phân giao kế hoạch nguồn vốn năm 2022 và năm 2023, triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11. Đến nay, nhu cầu vốn cho 2 năm tới đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội Khánh Hòa tổng hợp và báo cáo đến Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương. Tổng nhu cầu theo cái kế hoạch rà soát ban đầu thì cũng đã trình Trung ương là 534,6 tỷ cái nguồn vốn này trong giai đoạn 2022-2023. Trong đó thì trong năm 2022 là cái tổng cái nhu cầu là 288,37 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, ban đại diện đồng chí tỉnh để phân bổ cái chỉ tiêu kế hoạch này đến các huyện và cũng phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền triển khai ngay trong cái tháng này. Với mục tiêu đưa Nghị quyết 11 nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp nguồn vốn vay triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đang phối hợp với các ban, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện rà soát nhu cầu. Qua thống kê sơ bộ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tạm giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 năm 2022 là hơn 100 tỷ đồng, tập trung cho các đối tượng hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập. Về cái Nghị quyết 11 thì thực hiện cái thông tin đến bà con, thì trong cuộc họp của Ngân hàng Chính sách và trong cuộc họp giao ban của Ủy ban, cũng như là trong cái buổi làm việc với các hội trưởng của xã, cũng như là trong cuộc họp thôn, thì đã được triển khai xuống tất cả các cái thôn và đến tầng hộ dân, và đặc biệt nhất là những hộ dân đang có cái nhu cầu vay vốn. Bộ rà soát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết 11 là khá cao, tập trung chủ yếu vào các cái chương trình, đó là chương trình giải quyết việc làm, chương trình cho vay đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Chiếm tỷ trọng khoảng 96,4% trên tổng cái dư nợ rà soát, 3,6% còn lại thuộc vào cái chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính phục vụ công tác học tập. Ngoài những cái chương trình cho vay theo cái Nghị quyết 11 thì trong quý 1/2022 thì Ngân hàng Xã hội huyện cũng đã triển khai cho vay đối tượng hộ nghèo trên 12 tỷ đồng. Một phần nào đó đã giải quyết một phần nào đó cái nhu cầu vay vốn của hộ vay trong cái việc sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững. Ngoài các đối tượng chính sách được thụ hưởng nguồn vốn lâu nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang đặc biệt quan tâm đến đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng với các địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách, chủ động hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay theo quy định, giải ngân vốn vay kịp thời, đúng quy định. Song hành với các cái nguồn lực đang triển khai đối với tín dụng chính sách và các cái nguồn lực để triển khai phục hồi, thì nguồn vốn tín dụng chính sách triển khai theo Nghị quyết 11 sẽ giúp cho các cái đối tượng hộ nghèo, các cái đối tượng mà được nằm trong cái thụ hưởng cái Nghị quyết số 11 sẽ
có cái nguồn lực để mà phục hồi phát triển cái kinh tế và phục hồi kinh tế sau tình hình đại dịch rất là kịp thời. Thực hiện chương trình chính sách tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương đã dành tổng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 15.000 tỷ đồng cho vay đối với cá nhân hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở xã hội, 3.000 tỷ đồng cho học sinh sinh viên vay để mua máy tính phục vụ học tập và trang trải chi phí học tập. 1.400 tỷ đồng cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất một tháng theo yêu cầu phòng chống dịch, hỗ trợ lãi suất 2% một năm đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6% một năm và được giải ngân trong giai đoạn 2022-2023. Sáng nay, Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học bàn về giải pháp xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham gia hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, hội viên Hội Trí thức tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Hội thảo đã trình bày các tham luận như Khánh Hòa quyết tâm bứt phá phát triển toàn diện theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, công tác lập quy hoạch để xây dựng phát triển kinh tế đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện giải pháp phát triển nguồn nhân lực qua giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện giải pháp xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh vững mạnh. Các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất nhiệm vụ góp phần thực hiện các giải pháp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới, như về quy hoạch, cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, chủ động rà soát, điều chỉnh kịp thời phù hợp với Nghị quyết số 09, đảm bảo tính khả thi hài hòa giữa bảo tồn và phát triển theo hướng bền vững và hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị hiệu quả và nền kinh tế xanh, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cùng với đó là các góp ý về xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh vững mạnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Nha Trang tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Vĩnh Hiệp. Diễn tập chiến đấu phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu với 3 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực binh thực hành bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân xã. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, trên cơ sở đó giúp địa phương bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện hệ thống, văn kiện chiến đấu phòng thủ, góp phần nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Năm 2022, Nha Trang sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 10 xã phường của thành phố. Xã Vĩnh Hiệp là đơn vị thứ 3 được chỉ đạo tổ chức diễn tập từ đầu năm đến nay. Chiều hôm qua, Hội đồng đội thành phố Nha Trang tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, trao tặng công trình măng non cấp thành phố trạm sách lưu động tại trường tiểu học Vĩnh Phương 2. Tại chương trình, Hội đồng đội thành phố Nha Trang đã phối hợp cùng Thư viện tỉnh thực hiện công trình măng non trạm sách lưu động, tặng 200 đầu sách giáo dục kỹ năng sống cho thư viện trường, giúp học sinh thường xuyên tìm hiểu, bổ sung kiến thức, kỹ năng, những tri thức mới bổ ích, phục vụ tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện nhân cách. Hội đồng đội đã trao giải hội thi kể chuyện theo sách cấp trường, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giao lưu sôi nổi về đam mê kiến thức về sách. Dịp này, Hội đồng đội thành phố tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, trao 22 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng và đèn đọc sách cho học sinh khó khăn. Chiều hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Oceanholic đã tổ chức chương trình công bố các hoạt động lễ hội âm nhạc, thời trang nằm trong chuỗi các sự kiện Nha Trang chào hè 2022. Chuỗi chương trình Oceanholic dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 2022 tại Công viên Thanh niên Nha Trang với sân khấu bờ biển, dự kiến thu hút cho 20.000 lượt khán giả là du khách và người dân địa phương. Điểm nhấn của Oceanholic là 4 đêm trình diễn âm nhạc thời trang đặc sắc, mang đến cho du khách không gian lễ hội đa sắc màu thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc điện tử cùng nhạc cụ dân tộc, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng, sân chơi thời trang và hoạt động vui chơi giàu tính trải nghiệm. Bên cạnh dàn ekip trình diễn âm thanh ánh sáng, hình ảnh chuyên nghiệp, chương trình sẽ có sự tham gia của nghệ sĩ, nhóm nhạc, DJ được yêu thích và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng.
Đây là chuỗi chương trình nằm trong 125 hoạt động văn hóa du lịch thể thao của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022. Ngoài giá trị nghệ thuật, chuỗi chương trình Oceanholic còn quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam nói chung và thành phố biển Nha Trang nói riêng, góp phần kích cầu du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.